Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em Chè. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series xem vào chung. Và nếu mà anh em đã click vào cái video lần này thì anh em có thể đã nhìn sơ qua về cái tiêu đề hoặc là cái hình thu nhỏ thumbnail. Thì video này thì mình sẽ nói về cái tip and trick liên quan tới hàng chờ Panora, mắn mẹo. Thì mình xin nhấn mạnh thì đây không phải là những gì mà mình nghĩ ra. Và đây là tình cờ là mình xem được livestream của hai ông này. Nói chung là hai ông này thì hôm trước là mình đã có một cái video coi một cái game mà lên được 7 con tướng 5 tiền 3 sao của hai ông này rồi. Thì mình luôn mới nói là hai ông này là hai ông hoàng content của server chung. Và mình cũng có hay gọi là vô xem livestream của hai ông này kiểu giải trí anh em. Xong rồi nhiều khi lại thấy được nhiều cái hay hay. Thì cái game này là một trong những lần đó. Tức là mình vô mình xem tình cờ thôi. Xong rồi tự nhiên thấy sao món này làm quả này hay vậy. Thì ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về mắn mẹo Panora nha anh em nha. Và hai ông này thì lâu lâu sẽ kiểu hay hơi phì phèo cái này á. Thành ra là mình muốn che cam. Tại vì nhiều khi nó dính lên xong rồi lại bị dính cái này, nguyên tắc cộng đồng này kia thì nó lại không hay. Ok, và anh chàng này đầu tiên thì ở năm rau đấu đầu thì anh chàng này Eco trắng và thích cho mình là rất nhiều tiền. Như anh em có thể thấy là đang là một cái chuỗi thua 5. Và đang là level 5, 56 tiền. Bài đấu thì vừa mới có Miss Fortune cầm Sojin rồi. Ở chiếc lõi đầu tiên thì anh chàng này lựa chọn cho mình là chiếc lõi hàng chờ Panora. Thì mình sẽ nói sơ qua về chiếc lõi này thì nó sẽ đổi lại ba con tướng ở dưới hàng chờ của anh em. Ở bên phía tay phải ngoài cùng đổi thành ba con tướng có chung gọi là giá trị. Và nó vẫn có thể gọi là random ra được chính cái con tướng đó nha anh em nhá. Tức là về lết đó nhiều khi như là cái những con tướng 4 tiền trong cửa hàng đi. Giả dụ 4 tiền đi trong cửa hàng nó kiểu nó ít quá á, thì nhiều khi nó đổi lại thì vẫn có thể là chính nó. Giống như kiểu không đổi gì á. Và ba chiếc lõi thứ hai thì là gì đây? Ba chiếc lõi vàng, và anh chàng này lựa chọn cho mình là thăng hoa. Và mình sẽ nói sơ qua về cái mắn mẹo này. Thì hôm trước thì mình có livestream thì có một bạn donate, bạn nó nói về mắn mẹo hàng chờ Panora. Thì mình nghe thì mình hình dung ra được rồi, nhưng mà kiểu mình chưa có cơ hội, gọi là mình chưa có ra được cái lõi đó để mình có cơ hội mà mình làm. Thì tình cờ thì hôm qua mình có coi được cái livestream này. Xong rồi thành ra là mình muốn gọi là chia sẻ với anh em về cái mánh mẹo này. Thì nói chung là hai ông này là hai ông làm về content kiểu unrun. Nói chung là làm về content vui vẻ, không đặt nặng về vấn đề run. Thì hai ông này sẽ tìm cách để làm cho một cái game đấu nó trở nên hay ho nhất có thể. Tức là game đấu nó thu hút người xem nhất có thể. Thì là hai ông này là livestream chung. Tức là hai ông này lúc nào cũng ngồi chung với nhau đó. Xong rồi cứ một game là kiểu cả hai người đều nhìn vào cái game đó để xử lý cho mắc binh nhất. Thì mình thấy hai ông này khá là hay anh em. Với lại view cũng khá là cao. View thì mình không biết là bên nền tảng đó thì view nó có đúng hay không. Nhưng nói chung là khá là cao so với lại những... Thật ra là mình thấy nha. Nhiều khi ví dụ như là Huan Mi hay là Sun Che gì đó. Thì nói chung là... tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà nhiều khi những người mà làm content thì nhiều khi người ta vẫn view cao hơn. Tại vì thật ra là người ta vô coi livestream thì người ta vẫn chủ đích là hướng tới sự vui vẻ là chính anh em. Người ta vô coi livestream người ta kiểu relax, kiểu người ta thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng đó, kiểu vậy. Thì mình cũng thích theo kiểu đó. Cho nên anh em có thể thấy là trên kênh của mình nói chung là mình sẽ cố gắng làm một cái gì đó vui vui kiểu vậy. Chứ còn ngoài ra việc top cao hay top thấp thật ra nó cũng không quan trọng lắm. Nhiều khi có mấy ông cứ bảo diễn viên gì đó. Thật ra là cái đó cũng là chỉ là một content thôi đó. Content trên live thôi. Nói chung cũng vui anh em. Nói chung là các gọi là gì nhờ, các player khác chơi chung ranh xong rồi gặp xong rồi người ta quý, người ta nhường thì lại vui anh em. Lại có mấy ông kiểu hay đặt nặng vấn đề đó quá. Ok, và chúng ta cùng trở lại trận đấu này. Ở round đấu này thì gặp bài bên kia một bài đấu khá yếu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 con tướng gần như là không lắp đồ. Có cho mình là một chiếc mốc vệ quân, và anh chàng này có một bài đấu 5 vệ quân cũng lại lắp kính nhắm. Liệu có thắng được hay không đây? Nếu mà round đấu này anh chàng Wu Wenyu này mà thua thì sẽ là đẹp đu. Thua thì sẽ có lưu 8 và có rất là nhiều tiền. Nhưng mà có vẻ là con Vi này đấm sẽ là hơi đau, hơi đen. Nhờ round đấu này mà thua thì đẹp. Thua thì round sau lên level 7 roll đẹp luôn. Bây giờ thì nhặt cái gì đây? Nói chung là anh chàng này eco cho tới ra 3.5 và sau đó lên 7 roll nhá anh em nhá. Nhặt về Belvet cầm dép. Thật ra là cái video clip này thì mình coi rồi thì mình sẽ nói sơ qua thôi. Tại vì mình coi rồi thì mình mới biết là có cái mánh mẹo đó thì mình mới chia sẻ với anh em. Thì round đấu này thì anh em sẽ nhìn thấy nhá.
ổng có một con Miss Fortune ở trong sàn đấu và ổng có một con Kaylee ở chỗ hàng trừ Panora. Và ở cái giây đầu tiên mà khi mà vào giao tranh đó, đó đây nè, đó thì ổng nhấc con Kaylee lên và đặt vào vị trí của Miss Fortune. Thì con Miss Fortune này nó sẽ thay vào vị trí của con Kaylee đúng không? Tức là nó sẽ xuống hàng chờ. Và đúng vào cái giây đó thì con Miss Fortune này nó sẽ đổi. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy là nó vừa mới đổi thành con Viego cầm Sojin và gậy phép. Tức là ông này, nói chung là cái mánh mẹo này thì không phải do mình nghĩ ra nhá, mà là do mình thấy thôi. Thì đại kiểu như là khi mà bắt đầu vào giao tranh á, khi mà bắt đầu vào gọi là vào trận đi, ừ, vào trận đi, thì nó sẽ có tầm khoảng 1 giây rưỡi trước khi mà nó đổi thành cái con tướng khác để cho anh em kịp xử lý. Thì cái 1 giây rưỡi đó, nếu mà anh em nào mà kiểu như là nhìn kỹ, hoặc là anh em nào mà tay nhanh, hoặc là biết cái mẹo này, thì anh em hoàn toàn có thể vừa sử dụng cái con tướng đó để gọi là deep ở trong cái round trước đó và vừa đổi thành hàng chờ Panora luôn. Thì cái bánh mẹo này mình thấy nó khá là hay. Thứ nhất là anh em có thể làm theo kiểu vui vẻ. Đơn giản nhất là anh em có thể làm theo kiểu vui vẻ, tức là anh em thích thì rao này đánh con này, thích thì rao kia đánh con kia, tức là nó không đặt nặng về vấn đề gọi là chuyên môn nha. Còn cái thứ hai thì về vấn đề chuyên môn thì sẽ có những rao anh em ra con tướng 4 tiền đó, giả dụ đi, giả dụ rao vừa rồi ra được một cái con tướng 4 tiền như là con Miss Fortune, thì anh chàng này quyết định là cho con Miss Fortune vào deep đi. Giả dụ là cho Miss Fortune vào deep. Thì giai đoạn 3 chấm này thì con đó, rao này ổng vừa mới đổi thêm con Viego thành con Soraka nữa. Thì thôi mình giả dụ cái rao vừa rồi cho dễ nhất nha. Con Viego 4 tiền ở tầm 3 chấm này rất là ngon. Nói chung là nó là con tướng 4 tiền, ra sớm thì sẽ là deep được. Nhưng mà con Viego đó nói chung là một con tướng mà ông này không hướng tới. Và ổng vừa sử dụng được Viego ở rao đấu trước để deep máu, mà lại còn vừa đổi, có cơ hội ra được cái con tướng mà ổng thích đó, kiểu kiểu vậy. Thì nó khá là hay. Tại vì á, nếu bình thường á, thì ví dụ như là anh em mà muốn gọi là đổi một cái con tướng nào đó mà 4 tiền á, thì anh em bắt buộc là phải để ở dưới hàng chờ ở cái round đấu gọi là trước đó, thì round sau thì nó mới đổi đúng không. Còn bây giờ thì mình có thể vừa sử dụng cái con tướng đó xong rồi lại còn vừa đổi được, thì nó khá là hay. Và mình sẽ gọi là chuyển cho anh em tới những cái giai đoạn mà nó thiên hướng về sau của video này. Nói chung là ở video này thì mình đang muốn nói về cái bánh mẹo ở chiếc lõi này thôi, chỉ là vậy thôi, chứ còn về xem full một game thì mình nghĩ là nó sẽ hơi dài và nó sẽ là hơi ngấy. Ok, thì ở round đấu này thì tạm thời tên chèn đang có cho mình là 6 Eren So rồi, và rất nhiều những cái con tướng 4 vàng khác như là Sejuani, như là Yak, như là Viego rồi các kiểu. Thì để xem ở giai đoạn tiếp theo sẽ là như thế nào anh em nhá. Có một cái Nico ở ngoài nữa cơ, nói chung là ông này có một cái Nico ở ngoài. Tầm này thì hàng chờ Panora đang là những cái con tướng mà chỉ là một sao thôi. Và đoạn này thì vẫn đang chưa có gì đó xảy ra nhiều lắm. Đang có một con Viego 2 và một con Yak, mình sẽ nhân 2 tốc độ ở video này lên nhá anh em nhá. Nói chung là lúc sau thì anh chàng này quyết định là lấy lõi Viego, nhưng mà tạm thời thì trong sân đấu thì không sử dụng con Viego này. Và đang có cho mình là hai con Yak 2, hai con Seju 2 và hai con Eren So 2. Thì con Viego 2 sao này nếu mà đổi thành được bất kỳ những con tướng nào mình vừa mới nói thì nó sẽ lên 3 sao đúng không? Ok, đấm nhà này nguyên nhà vẫn đang cháy 35 máu. Bùm. Và đó là Eren So 3. Và sau đó anh chàng này sẽ vẫn tiếp tục gọi là roll ở level 7, đây là roll ở level 7 nha anh em nhá. Nói chung là ông này là một cái ông làm về content, cho nên ông muốn gọi là làm những cái gì đó hay ho. Full 4 tiền 3 sao ở level 7, kiểu là như vậy. Và round đấu này thì vẫn sử dụng Eren So để có thể gọi là giữ máu. Nhưng mà vào cái lúc mà chuẩn bị gọi là hết round á, đây, cái lúc mà chuẩn bị hết round á thì ổng lại chuẩn bị meme. Ổng lại chuẩn bị meme để ổng đổi con Eren So này thành cái con tướng khác. Tức là vừa sử dụng được Eren So để gọi là chơi đùa lobby, xong lại còn vừa đổi được cái con tướng khác để round sau gọi là chơi đùa với lobby bằng một con tướng 4 tiền 3 sao khác. Khó chịu chưa? Thì tới với đâu quái thì chúng ta hãy bỏ qua cái bước này đi. Ok, bỏ qua cái bước tới đâu quái này. Không biết là ổng có đổi không nhau, hình như là mình vừa biết tu qua thì hình như ổng không đổi thì phải. Và quyết định của ổng thì không đổi anh em ơi. Nhầm. Ok, tiếp tục là nhân 2 tốc độ nào. Rồi tiếp tục là roll để giữ cho mình những con tướng 4 tiền khác thôi. Gặp bên này là một người chơi có cho mình là 3 giáp máu vô bốc trên người Mordekaiser. Hình như nhà này đánh nổ hũ rồi vậy. Nhưng mà không sao cả, Eren So thì vẫn dọn cổ được thôi. Vẫn chưởng là hết thôi, và anh chàng kia thì cũng đã phải đi luôn rồi. Lobby còn lại 4 nhà. Anh thấy không?
Anh thấy không? Anh em thấy kiểu ở đây này 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 này, chuẩn bị vào combat. Đó, chuẩn bị vào combat là ông sẽ giơ con Samurai lên và sau đó là đặt vào vị trí của con Ensor. Ensor xuống đây và nó bùng một phát. Đổi thành con set. Đổi thành con set anh em. Và sau đó anh chàng này sẽ sử dụng con set này để gọi là tiếp tục đấm nhau lobby thôi. Đó. Khá là hay. Nói chung là nhiều khi tự nhiên coi lại nghĩ ra được, lại nhìn ra được mấy cái thứ khá là hay. Tiếp tục là Belvet 2. Để xem con set này sẽ đấm là như nào đây. Gặp bên này là một người chơi găng lăng 3, một bài đấu mà là quá mạnh. Nói chung là đánh ở rank không phải là cao, cho nên là bài cho lobby cũng không phải là quá mạnh nha anh em nhé. Nhìn hơi hài hài. Nhưng mà công nhận là mấy ông này làm content đỉnh thật. Tiếp tục là đội có cả giác 3 nữa cơ. Ông này thì ở dây cuối ở ra vừa rồi, thì đây mình sẽ cho anh em xem lại. Thì vào cuối combat thì ổng có cầm con Soraka lên và đặt thẳng ngay vị trí của con set bùm. Và set đổi thành Miss Fortune. Có cái con gì đó thì nó vừa mới đổi thành con giác 3 luôn rồi. Con gì đó thì anh chị cũng không kịp thấy lắm. Đó. Và bây giờ thì lại là 7 con Belvet. 7 Belvet và 8 con Seyuni. Ra đấu này ra tiền thì chắc là sẽ là mua con Zed này vào và bỏ vào hàng chờ Barra thôi nhờ. Nói chung là video này mình nghĩ là chắc là làm tầm khoảng 15 phút thôi. Tầm 15 phút thôi. Nhưng mà nó đầy đủ cách ý. Chỉ nó đầy đủ cách ý để cho anh em có thể xem cho nó hợp lý là được. Ra đấu này có hàng chờ Barra nữa hay không đây? Không. Không hàng chờ Barra và những con tướng 4 vàng thì ra rất nhiều. Và đó là Seyu 3 cũng như là Belvet 3 ở đấu 6.1 này. Hàng chờ Barra ở level 7. Chiến á. Ông Yowenyu này làm content chiến luôn anh em. Thầy đây. Ở cái round này á thì ổng sẽ làm một cái content khác. Tức là ở những round vừa rồi, tức là ổng sẽ lên vào những giây cuối đúng không? Còn bây giờ thì cũng là như vậy. Nhưng mà lần này thì ổng sẽ đổi nhiều hơn. Tức là hồi nãy giờ thì chỉ là đổi một cái con tướng thôi. Còn bây giờ ổng sẽ là đổi những con tướng trên cửa hàng, những con tướng trên sàn đấu, chính xác là 3 con. Thì ổng sẽ mua cho full hàng chờ 6 con tướng bên trái. 6 tướng bên trái full hàng chờ. Thì khi mà ở round sau tới á, thì ổng sẽ W những con tướng ở trên sàn đấu xuống. Và khi W như vậy á, thì ổng sẽ W nhanh được. Ổng sẽ W nhanh được và 3 con tướng sẽ chui xuống dưới cái ô Pandora này. Và nó sẽ đổi ra thành 3 con tướng khác để mình bật cái tốc độ bình thường cho anh em xem. Đây, pha này khi mà vừa mới qua được gọi là cái giao tranh á, thì ổng sẽ W xuống đây nè. Nó sẽ có tầm khoảng 1.5 giây nha, để anh em có thể W xuống kịp. Đó, thì ổng vừa mới W được cả 3 con luôn á. Tại vì hồi nãy con dắt là cầm cái huyết kiếm mà đúng không? Đó. Sau Pandora ra được Samira, được Talia này, ra được Seju này. Nói chung là làm cái này thì nó không phải là không có tác dụng nha anh em nhé. Không phải là chỉ để làm màu hay là để làm content đâu. Nhưng mà có nhiều rao á. Có nhiều khi có nhiều thứ anh em gục vô trong gì nhờ. Chỉ là vô trong trận thì mình lại nhìn ra á. Là ở cái pha này ước gì mình có một rao để mình Pandora. Và lúc đó anh em lại có ít máu quá. Nếu mà bỏ tướng ra thì anh em sẽ đi luôn. Kiểu vậy. Xong rồi bây giờ vừa xài được xong rồi lại vừa đây. Đó. Khá là hay nha, mình thấy hao này khá là hay. Nói chung là mùa mới thì cũng sắp ra rồi, mùa 8.5 thì cũng sắp ra rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 rồi, ngày 23 tháng 3 thì sẽ là ra. Thì nói chung là có cái gì đó mới hay là meta gì hay là về bất kỳ cái gì hay ho ở mùa 8.5 thì mình sẽ cố gắng và là ra cho anh em những cái video sớm. Nói chung là ra mùa 8.5 thì chắc là tối nào mình cũng sẽ làm về content xem vào chung á. Chắc là sẽ ra đều đặn như được trước. Ra đấu này lại tiếp tục W xuống dưới hàng chờ. Cái này xài W nhá anh em nhá. Cái này xài W. Thì W nó là một cái nút mà ở chế độ mặc định. Thì nó sẽ là một cái nút mà sẽ cho tướng ở dưới hàng chờ lên sàn đấu và ngược lại. Tức là từ sàn đấu xuống hàng chờ. Kiểu vậy. Thì nó là nút nhanh thôi. Tại vì anh em xài chuột thì chắc chắn không thể nào mà xài được hết. Thì đó, thì nếu mà anh em nào mà có ra được chiếc lõi hàng chờ Barora thì anh em có thể gọi là sử dụng cái bánh mẹo này với nhiều mục đích khác nhau. Nói chung là mình càng biết thêm nhiều cái thì mình lại càng hay đúng không? Ok, ra đấu này Samira cầm huyết kiếm crit phép với lại bút rồng. Liệu có là thắng được hay không đây? Bài đấu bên kia nhìn khá là chôn anh em. Một bài đấu 6 vệ quân. Nhưng mà giống thua đó. Mai thua anh em. Đấy. Thì chắc là clip này thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi.
chủ yếu là để nói về cái Bandora này thôi mà anh. Còn video thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là như vậy thôi. Nói chung là kết quả của game đấu này thì ông sẽ W xuống dưới hàng chờ và ra được những con tư muốn tiền khác, và sau đó anh chàng này thắng được nhà kia và top 1 đấy, chỉ là như vậy thôi. Ok, và mình chúc anh em có một buổi tối vui vẻ, và mong là anh em sẽ enjoy những cái bánh mẹo này, và anh em đừng quên để lại cho mình một like nhá. Và nếu được thì anh em có thể cho em chị xin một like, tại vì em chị cũng sắp được 100.000 subscriber rồi đó. Thật ra anh em nào mà chưa đăng ký thì anh em có thể đăng ký để cho em chị gọi là chạm mốc được cái nút bạc. Ok, và hẹn anh em, và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Mình sẽ để cho anh em xem combat cuối cùng nha. Bye bye. To play, to claim a brand new name, oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right, sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe, we can do anything.